Chào mừng các em đã quay trở lại. Theo giang hồ đồn đại á, thì phiên bản 4.1 chúng ta sẽ có Hư Sao. Và một số anh em muốn triệu hồi Hư Sao lúc này, chắc chắn là các em sẽ quan tâm tới những cái câu hỏi như là: sức mạnh của Hư Sao bây giờ ra sao? Có còn theo kịp cùng với lại những nhân vật 4.0 hay không? Rồi tôi nghe mọi người nói rằng là Hư Sao rất là khó sử dụng. Muốn mà sử dụng tốt á, thì cần phải tập ngắt hoạt cảnh, cái short animation, rồi phải có cung mệnh 1 thì Hư Sao mới là sử dụng mượt mà được. Rồi Hư Sao có gì mới ở trong phiên bản 4.1? Đó chính là tất cả những nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ngày hôm nay. Hư Sao ra mắt cách đây 2 năm từ phiên bản 1.3. Và từ khi ra mắt thì cô ấy luôn luôn là một DPS 5 sao gây sát thương ổn định và hiệu quả nhất ở trong Genshin Impact. Và thành thật, nói về sức mạnh thì từ lúc Hư Sao ra mắt tới giờ, Leo không nhớ là có mùa la hoàng nào có khả năng gây khó khăn cho Hư Sao. Kể cả những cái mùa mà nó có tính yêu cầu chuyên biệt về nhân vật để mà phá giáp nguyên tố thì cũng không thể nào làm khó được đội của Hư Sao. Vì về cơ bản, đội của Hư Sao, ba nhân vật Hư Sao, Xin Chiêu với lại Zhong Li kết hợp cùng với lại nhau để trở thành một cái đội hoàn chỉnh rồi. Còn nhân vật còn lại thì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng bất cứ một cái nhân vật nào cho nhu cầu chiến thuật của chúng ta. Ví dụ như là Gia Lan, Mona, Rosalia, Ninh Quang, Thảo Thần Nahida, Chong Jun, Abedo, v.v. Và Leo cũng vừa mới test lại đối với lại Hư Sao tại mùa la hoàng 3.8. Sức mạnh Hư Sao vẫn rất là kinh hoàng. Có thể cơ chế của cái mùa la hoàng này nó không phù hợp với lại Hư Sao lắm. Quái rất là rải rác. Còn boss ma trận điều hành bán vĩnh cửu, nếu mà các em không mang theo những nhân vật đồng đội hệ lôi thì nó tàn hình hơi bị lâu. Nhưng mà không sao cả, với sức mạnh trấn áp thì Hư Sao chỉ cần tung trọng kích của mình ra bay qua bay lại vài cái thì boss hay là quái con nào cũng là dễ cả. Và các em sẽ thực sự nhìn thấy sức mạnh của đội Hư Sao khi mà đối phó cùng với lại con boss mới xuất hiện tại Fountain, ảo linh trấn áp khe nứt Vivian của hồ nước. Con này sát thương rất là lớn các em, một hit là 20.000 sát thương đó. Máu thì siêu trâu luôn, hơn 3 triệu, nhiều gấp đôi so với lại người thủ hộ Vĩnh Hằng. Nhưng mà đội Hư Sao đánh rất là nhẹ nhàng. Anh em nào mà đánh tốt thì cỡ khoảng chừng 2 vòng thôi là con này lên dĩa ngay. Và con boss này nó cũng cho các anh em thấy là cái thế mạnh tuyệt đối của đội Hư Sao, đó chính là đối phó cùng với lại những con siêu boss với sức mạnh cực kỳ lớn thì đội Hư Sao có khả năng trấn áp rất là tốt. Khả năng sinh tồn với lại khả năng né tránh cực cao. Khiên của Zhong Li kết hợp cùng với lại giảm sát thương của Xin Chiêu có khả năng hấp thụ rất nhiều sát thương. Còn lối đánh trọng kích giống như là một mũi tên lao thẳng vào kẻ thù khiến cho Hư Sao rất là khó bị dính sát thương. Như vậy, đối với là những anh em mà chúng ta có ý định triệu hồi Hư Sao thì các anh em hoàn toàn có thể an tâm, sức mạnh của Hư Sao bây giờ vẫn cực kỳ bá. Sau 2 năm thì Hư Sao vẫn là một trong những DPS tốt nhất và Liêu đoán rằng chắc là 2 năm nữa thì cái vị trí này cũng không thể bị thay thế. Có thể là những nhân vật ra sau này sẽ mang tới những cái cơ chế mới, những cái điều thú vị mới. Nhưng mà về sức mạnh thì Liêu tin chắc là không thể nào ăn nổi Hư Sao đâu. Như vậy là trong Genshin Impact chúng ta không có khái niệm power creep, có nghĩa là những nhân vật ra sau thì nó sẽ khỏe hơn những nhân vật ra trước. Vì vậy nên là nếu anh em nào mà chúng ta yêu với Hư Sao thì cứ mạnh dạn triệu hồi, không có vấn đề nào đối với lại sức mạnh của cô nàng này cả. Nguyên nhân mọi người nói rằng Hư Sao khó sử dụng đó chính là bởi vì cái lối đánh trọng kích của cô ấy. Nó lao tới giống như một mũi tên vậy, làm cho anh em nào mà chúng ta không quen thì chúng ta sẽ bị bối rối về cái vấn đề điều hướng. Rồi cái hoạt cảnh lao tới thì nó tương đối dài, nó làm mất thời gian của anh em. Để rút ngắn nó lại thì các anh em cần phải thực hiện những cái thao tác ngắt hoạt cảnh, gọi là cancel animation. Thì hiện tại chúng ta có hai thao tác, một đó chính là nhảy lên, hoặc là hai là chúng ta sử dụng xung kích. Thì xung kích nó không dành cho những anh em cung mệnh không, tại vì khi mà chúng ta sử dụng trọng kích đã tiêu tốn thể lực rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục sử dụng xung kích nữa thì chắc chắn là các anh em sẽ không có đủ thể lực để mà thi triển trọng kích. Như vậy anh em cung mệnh không, chúng ta bị bó buộc vào duy nhất một phương pháp cancel animation thôi, đó chính là nhảy lên. Và rõ ràng là chúng ta không thể phủ nhận được cái vai trò của ngắt hoạt cảnh cũng như là cung mệnh một của Hư Sao là rất lớn. Tuy nhiên mà nói là bắt buộc phải có thì có lẽ là không đâu. Nếu mà các anh em không muốn ngắt hoạt cảnh thì các anh em cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp là hai lần tấn công thường để điều hướng rồi một lần trọng kích. Còn anh em nào mà chúng ta không muốn đầu tư cung mệnh 1 thì cái vai trò của cung mệnh 1 chủ yếu là nó giúp cho Hư Sao dễ dàng ngắt hoạt cảnh hơn cũng như là đánh trọng kích được nhiều lần hơn. Thông thường là với cung mệnh 0 các anh em sẽ đánh trọng kích được cỡ khoảng chừng 8 lần là hết cỡ rồi. Trong khi đó cung mệnh 1 thì các anh em có thể đánh lên tới 11 lần. Như về tổng thể thì nó tăng khoảng chừng 15% tổng sát thương. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái cách để mà giảm bớt được cái áp lực của cung mệnh 1 bằng cách là chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng nổ, sốc nổ hạt nhân.
thiệt hại của kỹ năng nổ cũng rất là lớn. Nó giảm bớt cái áp lực trọng kích của Hu Tao ở một cái mức độ nhất định, và rõ ràng là nó rất phù hợp với lại cung mệnh không. Và những cái người chơi tương đối là chúng ta lười, không muốn ngắt hoạt cảnh Cancel Animation. Nói về sốc nổ hạt nhân của Hu Tao thì chúng ta có nhiều đội lắm. Nó còn tùy thuộc vào trang bị của anh em cũng như là những cái đồng đội của anh em có cung mệnh hay không nữa. Ví dụ như là đội kết hợp tan chảy cùng với là Ayaka, hay là đội kết hợp cùng với là Thảo Thần, thì thông thường nếu mà có cung mệnh thì những cái đội này cực kỳ mạnh. Còn những cái đội phổ thông mà chúng ta hay sử dụng là đội Hypercarry Hu Tao kết hợp cùng với lại một nhân vật thủy, ví dụ như là Mona Yelan cùng với lại Kayuha và Bennett. Còn em nào mà chúng ta muốn cân bằng giữa cả sốc nổ hạt nhân và trọng kích luôn á, thì có lẽ là đội Sông Thủy Mona sẽ là cái đội mà thỏa mãn cái điều kiện đó đối với lại anh em nhất. Và Leo thấy đội này cũng tương đối khá là hay khi mà chúng ta giải phóng Shinchu, để Shinchu có thể mở thêm một cái đội hình thứ hai rất là mạnh khác, ví dụ như là đội lưu thần quốc dân, đội vũ trang, hoặc là những cái đội hỗ trợ những cái đồng đội hỏa khác. Và so sánh cùng với lại đội Sông Thủy của Hu Tao thì lúc này đội Sông Thủy Mona của Hu Tao nó có những cái ưu thế và nhược điểm sau. Ưu điểm đó chính là kỹ năng nổ của Hu Tao lúc này đã trở thành một cái đòn sát thủ, đối phó với lại đám đông tốt hơn. Những cái đòn trọng kích giai đoạn đầu cũng bùng phát sát thương cao hơn. Tuy nhiên nhược điểm đó chính là không có giảm sát thương của vũ linh kiếm Shinchu, thì độ cứng của đơn đã bị giảm sút, rồi không có cái sự hỗ trợ tạo rất nhiều hạt năng lượng của Shinchu. Thì tuy là Mona cũng có khả năng tạo ra một vài hạt năng lượng, nhưng mà rõ ràng là Yelan phải tự gánh cái việc nạp năng lượng của mình. Và cuối cùng, khi mà chúng ta đánh quá nhiều kỹ năng nổ, rõ ràng là lượng máu của Hu Tao nó sẽ bị hồi quá nhiều, nó vượt 50%, thì cái hiệu quả của nội tại Hu Tao kết hợp cùng với lại trượng hộ ma nó sẽ bị giảm sút đi rất là nhiều. Và dành cho những anh em nào mà chúng ta quan tâm đội hình này, thì sau khi mà sử dụng đánh La Hoàng, Liêu có những cái trải nghiệm cá nhân về đội hình này như sau. Trong đội này, các anh em nên sử dụng bộ Diễm Liệt Ma Nữ Trái Rực, không nên sử dụng bộ Dòng Hướng Bất Tận. Và để đảm bảo cái khả năng đánh kỹ năng nổ liên tục, thì hiệu quả nạp của Hu Tao có lẽ là các anh em cần phải xây dựng cỡ 120. Còn lại những cái khác thì các anh em xây dựng Hu Tao hoàn toàn giống như là bình thường. Thì lợi bảo sát thương bảo vẫn là ưu tiên đầu tiên, sau đó thì tinh thông nguyên tố với lại phần trăm máu sẽ là tương đương nhau. Còn đối lập Mona thì các anh em sẽ sử dụng sát rồng cùng với lại bộ 4 tông thất. Tuy nhiên nếu như mà đội hình của anh em bị thiếu năng lượng và cần cái sự hỗ trợ đến từ Mona, thì Mona các anh em cũng có thể sử dụng Tây Phong Mặt Điển và bộ 4 kẻ lưu đài. Còn đối với lại Yelan, để đảm bảo vấn đề năng lượng thì có lẽ là cung Tây Phong kết hợp cùng với lại bộ 4 dấu ấn ngăn cách sẽ là cái lựa chọn tốt nhất. Còn Zhongli thì anh em sử dụng cái gì cũng được, miễn là tấm khiên của Zhongli không bị phá vỡ thì coi như là anh em thành công. Về combo thì sau khi mà Zhongli mở khiên, Yelan, Ewi, Mona, Ewi, xong sau đó thì Hu Tao của chúng ta sẽ ra trận. Các anh em có thể sử dụng trọng kích vài cái trước khi mà đánh kỹ năng nổ. Chứ còn mà vừa vào Hu Tao đánh nổ liền á, thì đôi khi là cái kỹ năng nổ của Hu Tao nó sẽ hồi máu lên. Lượng máu của Hu Tao có khả năng vượt quá 50%, thì những cái đòn trọng kích tiếp theo cũng như là cái vai trò của trượng hộ ma nó sẽ bị giảm sút. Sau 4.0, tuy là có một vài những thay đổi nhỏ như là khúc ca vịnh hẹp bây giờ trở thành cây giáo dài 4 sao tốt nhất dành cho Hu Tao, hay là chúng ta có thêm một bộ thanh nhiệt vật mới thở sao ma Choshi có thể sử dụng được cho Hu Tao, nhưng mà không tối ưu lắm. Tại vì bản thân Hu Tao tuy là có khả năng chủ động tăng giảm lượng máu, nhưng mà không liên tục được để mà kích hoạt hoàn hảo cái bộ thợ sang ma Choshi. Mà nếu mà sử dụng thì các anh em buộc phải sử dụng một cái đồng đội hồi máu yếu liên tục, ví dụ như là Giao Giao. Ở ngoài đại thế giới thì chúng ta có một món đồ chơi siêu đặc trị luôn mà anh em có lẽ là quên rồi, đó chính là nước thánh. Cứ mỗi một giây nó hồi một giọt máu, rất là phù hợp với lại cái lối chơi này của Hu Tao. Tổng kết lại, đối lại Leo thì Hu Tao vẫn là nhân vật dẫn đầu về sát thương, đặc biệt là đơn mục tiêu tỏa sáng rực rỡ ở trong những cái trận đấu boss. Và sau khi mà phiên bản 4.1 cập đến thì chắc chắn là chúng ta cũng biết sơ bộ về bộ kỹ năng của thủy thần. Hy vọng rằng bộ kỹ năng của thủy thần có khả năng kết hợp rất là tốt cùng với lại Hu Tao, lại tiếp tục nâng tầm Hu Tao của chúng ta thêm nữa. Còn bây giờ thì anh em nghĩ sao về cái hướng đi bùng nổ sát thương nổ dành cho anh em Hu Tao của mình không? Còn có thêm những cái bổ sung nào cũng như là muốn chia sẻ thêm, đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại các anh em trong những nội dung sau.